Chào các bạn, hôm nay máy tính Huy sẽ hướng dẫn các bạn thay cái bao lụa của máy cỡ lông 2009 này từ A đến Z. Bây giờ hiện tại là cái máy này đã bị lỗi bao lụa. Bây giờ thì sẽ mở máy ra. May trời nóng quá, cởi trần thì các bạn thông cảm nhé. Vặn hàn ốc ra này. Còn chưa nghe thì chúc 9:30. Bây giờ tháo hàn ốc ở đây. Dùng một cái kẹp này nó sẽ bẩy nữa. Ok. Vì vậy bên này chúng ta cũng sẽ tháo cái ra. Tôi nhớ là bật cá nó ra nó chính xác. Nó vẫy cá. Bây giờ sẽ tháo cái cụm sấy này ra này. Các bạn nhớ vặn hết tất cả ốc ở đây ra. Đây, rút tất cả những rác ở đây ra. Bây giờ chúng ta sẽ nhấc cái cụm sấy này ra này. Đây, cụm sấy này. Nhấc toàn bộ cụm sấy này ra.
rất bò lụa. Nhất đó là in ra nó bị kẹt giấy. Và thứ hai là chúng ta tháo máy chúng ta nhìn thấy ở trong này có những cái miếng bao lụa nó bị rách này. Đấy đây. Bành rồi. Đây. Miếng bao lụa bị rách này. Miếng bao lụa bị rách. Đây. Nó dính rách nó còn dính cả vào đây này. Đấy chưa? Đây. Ok. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong này thì nó sẽ nhìn, nếu mà các bạn nhìn tinh, các bạn sẽ nhìn thấy ở phía bên này. Các bạn nhìn thấy chưa? Để tí mình tháo cái này ra thì mình cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình tháo ra mình cho các bạn xem này. Đây. Máy bị hỏng bao lụa đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó rách bao lụa này. Con máy này thì mình đang sửa là nó có nguyên nhân là thứ nhất, nó là do nó bị rách bao lụa dẫn đến là máy in kẹt giấy. Sau đó là họ cố tình in, cố tình bật máy dẫn đến là nguồn quá tải và chết cả nguồn. Con này mình xử lý được xong nguồn thì quay lại kiểm tra, hóa ra là nguyên nhân chính đây, anh này đây. Bây giờ mình sẽ nhấc con này ra và thay cái bao lụa, thay cái bao lụa mới vào. Đây. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái bao lụa mới rồi. Thì nó mình sẽ thay cái bao lụa này vào. Chúng ta nhớ là cái bao lụa này là lắp là theo đúng chiều nhá, nó có một cái vạch đen đây. Đấy. Có một cái vạch đầu này không đen. Và chúng ta nhớ cái đầu này nó có vạch đen. Thì chúng ta nhớ nó lắp đúng chiều. Thế đó. Bây giờ mình tháo cái bao lụa này ra. Mình tháo được cái bao lụa này, chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một kìm như này. Kìm. Chúng ta sẽ nhấc cái lò xo này ra. Ok. Nhấc cái lò xo này ra. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhấc cái bao lụa này ra thôi.